Cười lên, giơ tay lên, cười lên. Bốc lúa đi, bốc lúa đi. Nào, bốc đi, giơ lên, ngửa tay lên, ngửa tay lên. Bốc thế này. Bốc để thế này. Nào, bốc đi. Bốc. Bốc thì bốc to và bốc nhiều vào xem nào. Đứng sang bên kia, đứng sang đầu bên kia. Đấy, bốc lúa đi. Bốc. Bốc lúa đi. Đứng vào giữa đồng lúa. Lẫm vào, đi vào, bước vào. Rồi, đấy. Ngồi xuống bốc lúa đi. Bốc lúa đi. Nào. Nào bốc đi, bốc thế này. Bốc thế này, giơ lên thế này. Hai tay, bốc luôn. Rồi. Giơ lên. Nào, nhìn đi. À. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Thao Chim Cu Gáy sẽ chia sẻ với các bạn cách nuôi chim cu gáy mà chim la la, đặc biệt là chim sinh sản. Thì đây là cái lúa mà các bạn ủ ngâm sau 24 tiếng. Đó, các bạn đừng để nó ra dài quá, các bạn để nó nhú nhú thế này thôi. Đây. Nhú như này. Đó, nhú như này. Hoặc là lù nhú như này thôi. Ơi. Ấy bà bố thế à? Không vay ở bố thế nhá. Các bạn để lúa tầm như này các bạn cho chim ăn thì tuyệt vời. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ăn ngồi xuống đi. Ngồi xổm xuống. Đúng rồi. Văn Thao Chim Cu Gáy rất hân hạnh được chia sẻ tất cả những kinh nghiệm về con chim cu gáy cho tất cả các bác, các anh chị em ở trên mọi miền Tổ quốc. Cái hiểu biết của mình cũng có thể là ở một mức độ nào đấy, hoặc cũng có thể là hơn một số người, hoặc có thể là kém một số người. Quan điểm ở đây thì muốn làm clip này để bản thân mình cũng đã trải nghiệm và mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả các bác, các anh chị em, đặc biệt là các bác đã về hưu. Thì bên mình cung cấp chim giống và nuôi chim cu gáy sinh sản, chim la la sinh sản, phân phối toàn quốc. Nếu như anh em nào mà nuôi chim hoặc là thiếu về cái kinh nghiệm nuôi chim non đó, hoặc là trong quá trình nuôi thì chim có những dấu hiệu, có những bệnh gì, có thể là gọi điện cho mình vào cái buổi tối, tránh cái giờ hành chính ra, thì mình có thể nói chuyện với nhau lâu hơn, thì mình sẽ tư vấn cho các anh em. Mình không ngại cái việc đấy, nhưng mà trong quá trình thực tế thì cũng nhiều gọi quá mà có những lúc không thể trả lời hết được.
thì mong tất cả các anh chị em có thể là thông cảm và gọi lại, bởi vì mình cũng chỉ có một sim mà thôi, một số mà thôi, mình không thể giải quyết được hết. Thì hy vọng rằng cái clip này là thầy giới thiệu cái lúa ngâm đến cái tầm như thế này. Tầm như thế này thì cái dinh dưỡng của cái lúa, hạt lúa là nó sẽ tập trung tất vào cái giai đoạn này. Qua quá trình ngâm thì nó sẽ rửa sạch, nó sẽ rửa trôi và nó làm cho hạt lúa nó mềm đi. Con chim ăn nó sẽ mát. Mát ở chỗ là nó có cái bộ rễ này này. Thực tế chim cu gáy ở ngoài thì thiên nhiên nó cũng ăn những cái ngọn cỏ. Thì đây là chính là những cái độ mát của những ngọn cỏ. Thế nên là chim nó ăn cả cái rễ, cả hạt lúa này là thật là tuyệt vời. Nếu mà các bạn nuôi chim sinh sản, các bạn cho ăn lúa này thì quá tuyệt vời, gà đẻ thế thôi. Cái hàm lượng của nó tăng lên gấp nhiều lần so với ăn hạt lúa kia bình thường. Và chim rất là khỏe, bóng trơn. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp ích cho một số người nuôi gà đẻ cũng như nuôi chim. Các bạn nhớ nhé, ngâm nước trong vòng 24 tiếng và sau đó là để vào tải lóc khô, ủ kín trong vòng khoảng 6 tiếng nữa thì là đẹp nhất. Và như thế này, nếu như các bạn cho ăn luôn trong vòng 1-2 ngày thì nếu các bạn không muốn nó dài dễ ra thì các bạn hong ra ngoài trời như này này thì nó không phát triển nữa, nó ngừng lại. Đấy, mà các bạn có thể là phơi khô đi cho ăn được, không sao cả. Nó mát mát ẩm ẩm này là tuyệt vời. Chờ ngửi hạt lúa nó không bị chua, nó thơm mà nó róc. Tiếp sau đây thì mình sẽ nhặt trứng để cho vào máy ấp của mình để bảo quản và sẽ luồn vào trứng chim Nhật Pháp. Tại vì mình sẽ tăng cái hiệu suất sinh sản của con chim lên. Những con chim mình đã có, những con chim nuôi một tháng là ra một lứa, là để nó tự ấp tự lở tự nuôi con ấy. Nếu như mà các bạn nhặt trứng đi thì nó còn nhanh hơn nữa. Đó. Các anh em. Đây đó, đây đây đó, đây đây đó, đây đây đó. Ok. Đứng lên đây xem nào. Đây là con chim ấp. Nó ấp rất là say. Mình sẽ nhặt trứng của nó đi. Mình biết là nó đã ấp được 2 ngày rồi. Nó bảo vệ trứng rất là tốt. Những lúc như này chúng ta bắt mẹ cũng được, tại vì nó theo cái bản năng là nó sẽ bảo vệ trứng rất hăng. Các bạn cẩn thận nhé, nhặt từng quả một thôi. Nhặt một quả lệch ra đây một tí, nhặt tiếp một quả nữa. Đây là một quả trứng. Đây là một quả trứng. Đây là quả trứng thứ hai. Ok.
Tất cả các bác anh em có nhu cầu mua trứng, mình sẽ bảo quản trứng ấp khoảng 5 ngày nó đã lộn có tia, và mình đánh dấu ghi ngày và mình sẽ gửi cho các bạn. Các bạn nếu có chim bồ câu, chim Nhật Pháp hoặc có máy ấp thì bên mình sẽ bán giống, bán từ quả trứng cho các bạn. Cái quả trứng này thì cái giá thành của nó cũng hợp lý thôi, các bạn có thể tự tay đúc ra một con chim non của mình. Số điện thoại liên hệ là 0163 530 9 82. Quý vị các bạn yên tâm khi đến với trại chim Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số tài khoản là 2210 205 156 681. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.